Xin chào tất cả các bạn. Trên tay Trang là mặt nạ ngủ thạch anh tươi của mỹ phẩm La Mer Khe. Và đây là một cái dòng sản phẩm rất là hữu ích trong mùa hanh khô này. Thì các bạn có thể quan sát trên màn hình. Đây là cái vỏ hộp ở bên ngoài này. Có 3 thứ tiếng này, tiếng Hàn, tiếng Anh và tiếng Việt. Đây là sản phẩm sản xuất để công ty xuất khẩu sang các nước. Về thành phần của mặt nạ thạch anh tươi thì thành phần chủ yếu là hoa cúc và lô hội. Như các bạn đã biết, hai cái loại này đúng không ạ? Rất là an toàn cho da đấy. Và ngoài ra thì nó còn có vitamin A và vitamin C, rất là tốt cho quá trình làm đẹp. Với những bạn mà da bị yếu này, da khô, da mỏng hay là nám tàn nhang thì đây là một trợ thủ đắc lực các bạn nhé. Đấy, và chúng ta sẽ mở hộp ra để khám phá bên trong một chút nhỉ. Đây, ở trong một hộp này thì gồm có một cái này là mặt nạ thạch anh này các bạn này. Đây có khuyến mại thêm một cây để chúng ta dùng để đắp mặt. Để khi mà chúng ta đắp mặt thì chúng ta sẽ dùng cái cây này lấy cái mặt nạ và chúng ta sẽ quét lên mặt. Đấy, còn đây là hướng dẫn sử dụng. Đấy, trong hướng dẫn sử dụng cũng có 3 thứ tiếng như ở ngoài vỏ hộp này. Đó, thực ra thì sử dụng rất là đơn giản. Khi mà chúng ta rửa mặt xong ấy thì chúng ta sẽ quét một cái lượng thạch anh vừa phải lên mặt. Sau đó thì chúng ta để từ 30 đến 45 phút và sau đó thì rửa lại bằng nước ấm. Gọi là mặt nạ ngủ nên là chúng ta có thể để qua đêm các bạn nhé. Đây là phiếu cam kết, phiếu bảo hành của công ty. Nếu mà các bạn tìm thấy thành phần gây hại cho da thì công ty bồi thường các bạn 10 triệu. Cam kết. Cái lọ này thì còn nguyên tem và sau đây thì Trang sẽ bóc tem cái lọ này và sẽ thực hành cho các bạn xem. Đấy, cái tem. Thực ra thì đắp cái này thì cũng không có mất nhiều thời gian của các bạn đâu. Các bạn chỉ cần bỏ ra khoảng tầm độ 2 phút để các bạn quét cái thạch anh lên mặt. Sau đó thì 30-45 phút còn lại thì các bạn có thể đi làm việc nhà hay là làm bất kỳ việc gì. Và sau 30-45 phút thì mình rửa đi. Hoặc là mình có thể để qua đêm được. Khi mà đắp thì cảm giác là rất là mát các bạn ạ. Đấy, mùa thu này mà da mình căng nứt nẻ mà đắp cái này lên da thì cực kỳ là sướng luôn. Mà nó không dính một chút nào. Đấy. Các bạn cứ tưởng tượng như là đắp thạch lên mặt ấy. Cực kỳ là mát luôn. Đấy mà đắp sau rồi khô luôn này. Mùa này da rất là khô, mà da khô thì cực kỳ là nhanh lão hóa các bạn nhé. Nên là các bạn chịu khó chăm chút một chút. Các bạn có thể không dùng kem dưỡng để nhưng mà các bạn đắp mặt nạ và các bạn dùng kem chống nắng bảo vệ khi mà ra ngoài ấy, thì da của các bạn đã đẹp lên rất là nhiều rồi. Đấy. Phụ nữ sợ nhất là nếp nhăn. Nhưng mà lại không thể nào mà tránh khỏi. Thế nên là nếu mà chúng ta chăm chút một chút thì sẽ da chúng ta sẽ cải thiện và sẽ đỡ lão hóa đi rất là nhiều. Không phải đến lúc không chăm chút nhìn qua gương thì không nhận ra mình luôn. Đó. Nếu các bạn cần thêm thông tin gì về sản phẩm của các bạn có nhu